Bé 5 tuổi thì cao bao nhiêu cm và nặng bao nhiêu kg? Đây là một trong mốc rất là quan trọng, tức là bé đã học mẫu giáo lớn và chuẩn bị đi vào lớp tiểu học, phải không ạ? Và nếu như chúng ta không biết rằng là con mình 5 tuổi nó sẽ cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, thì chúng ta không biết rằng cái quá trình dinh dưỡng trước đó như thế nào. Thực ra thì cái chỉ số cân nặng thì nó không hẳn là một cái chỉ số đáng tin cậy. Tại vì nếu như con bạn có một giai đoạn nào đó nó không muốn ăn, hoặc là nó đi chơi về nó không muốn ăn, hoặc là một tuần nào đó bé bị viêm mũi họng chẳng hạn, hoặc bị cảm lạnh chẳng hạn, thì bé sẽ ít ăn hơn và cân nặng nó sẽ thay đổi. Cho nên là chỉ số cân nặng ấy, với trẻ trên 1 tuổi thì nó không phải là cái chỉ số đáng tin cậy. Và chúng ta sẽ để ý nhiều hơn về cái chỉ số chiều cao của trẻ. Tại vì chiều cao nó phản ánh cái mức độ dinh dưỡng, cái chế độ dinh dưỡng của trẻ trong những cái dài hạn hơn, tức là trong vòng vài tháng, 1 năm và thậm chí 2 năm trước đó. Cho nên là con bạn 5 tuổi thì cái phát triển của trẻ như thế nào, thì đây là một thông tin cũng rất nhiều mẹ quan tâm. Và các bạn hãy xem hết cái video này nhé. Thì để biết rằng là con mình 5 tuổi nó cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu kg thì các bạn cần phải hiểu về đánh giá tăng trưởng của bé như thế nào. Thì Bất Đạt đã có một cái video về đánh giá tăng trưởng, các bạn search trên kênh YouTube nhé. Đánh giá tăng trưởng cho Bất Đạt, chúng ta biết cách đánh tăng trưởng của con mình. Thì ở đây Bất Đạt vẫn nói qua cho các bạn biết. Nếu như con bạn sinh ra một cách khỏe mạnh, bạn có một thai kỳ tốt, thì bé sinh ra sẽ vào rơi vào khoảng từ 38 cho đến 42 tuần, thì đó là cái thời điểm tốt nhất. Và cân nặng của bé là từ 2,8 cân cho đến 3,2 cân, đó là cân nặng chuẩn, thông thường như vậy. Và có những bé 1,5 cân, 3,8 cân không sao cả nhá, thì trung bình bắt đạt lấy ví dụ là 3 kg. Thì trong 3 tháng đầu tiên thì mỗi tháng bé tăng 0,9 cân, và 3 tháng tiếp theo thì bé tăng là 0,6 cân, tức là từ tháng 4, 4, 5, 6 là mỗi tháng 0,6 cân. Còn 6 tháng cuối năm thì bé tăng 0,3 cân trên 1 tháng, được chưa? Đấy, chúng ta chỉ có mốc như này. Khi các bạn được 4 tháng thì cân nặng của nó bằng 2 lần cân nặng khi sinh, và cân nặng của bé được 1 tuổi là được khoảng bằng 3 lần cân nặng khi sinh, tức là 9 cân đến 9 cân rưỡi, thì đó là cân nặng theo chuẩn, được không ạ? Còn chiều cao của bé, khi bé được 1 tuổi thì bé sẽ cao 75 cm, tức là năm đầu tiên bé cao 25 cm, đúng không ạ? Đấy là cái chiều cao của trẻ. Và sau 1 tuổi nhé bạn nhé, sau 1 tuổi thì cân nặng của nó bắt đầu chững chậm hơn rất là nhiều. Và mỗi một năm thì bé tăng chỉ được khoảng 2 kg trên một năm mà thôi. Đấy. Thế cho nên là về mặt cân nặng thì con bạn 5 tuổi đúng không ạ? 1 tuổi này, 2 tuổi này, 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi, tức là 4 năm. 4 năm như vậy thì bé sẽ tăng trung bình khoảng 7 cho đến 8 kg. Có bé tăng 9 kg nhưng trung bình sẽ là 8 cân. Và bé 1 tuổi thì có cân nặng bằng 3 lần cân nặng khi sinh. Như vậy là 9 cộng 18 là bằng 17, tức là con bạn sẽ được khoảng 16 cân rưỡi đến 17 cân hoặc là 18 cân. Thì đó là cân nặng tốt của một đứa trẻ 5 tuổi. Còn về chiều cao thì sao ạ? 1 tuổi thì con bạn tăng thêm 25 cm nữa. Bé sơ sinh thì nó dài khoảng 50 cm trung bình. Và từ 1 tuổi cho đến 2 tuổi thì bé tăng thêm 10 cm nữa. Tức là khi con bạn đạt 2 tuổi ấy, thì con bạn sẽ có chiều cao là 85 cm. Từ năm thứ 3 là mỗi một năm bé tăng khoảng 7,5 cm nữa. Như vậy là tuổi thứ 3 này, tuổi thứ 4 bé tăng thêm 15 cm nữa. Như vậy là 4 tuổi con bạn có chiều cao khoảng 98 cho đến 100 cm, thì đó là tăng trưởng chuẩn. Còn sau 4 tuổi thì mỗi năm bé tăng khoảng 5 cm trên một năm, tức là con bạn sẽ có chiều cao từ khoảng 105 đến 107 là chiều cao chuẩn của một đứa trẻ 5 tuổi, được không ạ? Đấy. Tuy nhiên các bạn nhé, đây là một cái mốc mà mang tính tham khảo, nhưng nó tương đối chính xác đấy ạ. Chúng ta cũng phải biết rằng là chúng ta phải dựa vào cái sự tăng trưởng của trẻ trên các cái chỉ số, người ta gọi là chỉ số percentile. Thì bắt đầu ví dụ như này nhé. Đây là cái chỉ số cân nặng, các bạn nhìn này. Thì khi mà trẻ sinh ra được 3 cân, đúng không? 3 cân ở đây. Đấy. 1 tuổi thì bé được 9 cân, đúng không ạ? 9 cân. Thế mình sẽ gióng cái đường như này. Mình để cái mốc là 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi và 5 tuổi. Và sau đó mình sẽ gióng với cái trục là trục dạ, trục cân nặng. Và mình nối lại với nhau. Và nếu như cái đường tăng trưởng này nó tăng dần đều, thì đó là những em bé đang phát triển bình thường. Và nếu như cái đường tăng trưởng này tự dưng là nó đi xuyên xuống dưới, hoặc là đi xuyên lên trên bất thường, thì đó là gì ạ? Bé có thể tăng cân bất thường, hoặc là bé bị suy dưỡng còi xương. Thì mình dựa vào cái đánh giá tăng trưởng, cái percentile như thế này, được không ạ? Đấy. Thế cái việc mà chúng ta phát hiện con mình 5 tuổi được bao nhiêu cân, rồi cao bao nhiêu cm, để chúng ta có cái điều chỉnh dinh dưỡng nó phù hợp. Một em bé khỏe mạnh thì nó đều phát triển tốt nhất cả về thể chất này, về vận động này, và về cái trí tuệ cảm xúc, rồi trí tuệ logic như là IQ và EQ, được không ạ? Thực ra nếu chúng ta để đến 5 tuổi chúng ta mới đánh giá tăng trưởng con ý, thì đó là nó rất là muộn rồi.
và chúng ta cần phải đánh giá tăng trưởng của con mỗi tháng, đúng không ạ? Mỗi tháng và mỗi quý. Đấy, rồi mỗi năm chúng ta sẽ phải đánh giá thường xuyên để biết xem làm gì ạ, cái tình trạng dinh dưỡng của con mình nó như thế nào. Và trong những năm đầu đời ấy, là những năm quan trọng bậc nhất của trẻ về mặt thể chất. Và nếu như chúng ta có bất kỳ một vấn đề nào đó về cân nặng và chiều cao thì sau này chúng ta rất là vất vả để lấy lại cân nặng chiều cao đó. Đấy. Cho nên là chúng ta phải lưu ý là gì ạ? Phải theo dõi con hàng ngày và điều chỉnh kịp thời nhất, chứ không thể để 2-3 năm bé bị suy dưỡng, còi xương, bị táo bón, bị sống phân dài hạn chúng ta mới điều chỉnh. Như vậy là quá muộn, đúng không ạ? Và điều trị rất là khó và tốn kém rất là nhiều tiền. Đấy, cho nên chúng ta phải biết đánh giá tăng trưởng của trẻ từ khi sơ sinh như thế nào và mỗi một giai đoạn thì bé sẽ phát triển cân nặng chiều cao ra sao để chúng ta có cái điều chỉnh tốt nhất. Và bên cạnh đó thì cái bước ăn dặm ấy, là từ 6 tháng trở lên ý, là cái bước quan trọng nhất để trẻ không bị biếng ăn. Thì các bạn có thể xem thêm các cái video khác nữa trong cái kênh YouTube của Đạt nhé. Thì như vậy là bác Đạt đã trả lời cho các bạn biết là trẻ 5 tuổi thì cao bao nhiêu và bé nặng bao nhiêu kg, đúng không ạ? Và phần đó mà các bạn có thể chia sẻ con mình là bây giờ 5 tuổi rồi con mình có đạt cân nặng và chiều cao như vậy không, thì có thể comment dưới video này để bác Đạt với các bạn cùng nhau tìm hiểu xem là con bạn có tăng trưởng theo chuẩn hay không, và nếu như không theo chuẩn chúng ta có những cái thay đổi như thế nào, và bác sẽ hướng dẫn các bạn để bạn xử lý để giúp các bạn lấy lại cân nặng và chiều cao tốt nhất để làm sao để bé phát triển toàn diện nhất. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bác Đạt nhé. Trên kênh mình có trên 1000 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà bác Đạt đã hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ Việt Nam nuôi con để tăng cân tốt này, để kháng tốt, để phát triển tối ưu chiều cao và sức đề kháng nó khỏe, rồi không lạm dụng kháng sinh. Và các bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều tiền bạc và thời gian khi các bạn theo dõi kênh bác Đạt. Rồi xin chào các bạn.